Xin chào các bạn, các dòng máy tính bảng iPad của hãng táo cắn giờ luôn thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng công nghệ với nhiều điểm sáng nổi bật như thiết kế, cấu hình hiệu năng hay nhiều tính năng thông minh tiện ích và là trợ thủ đắc lực trong công việc cũng như giải trí cho người dùng. Hôm nay đi review sẽ đến các bạn video so sánh iPad 4 và iPad Air để các bạn có thể lựa chọn ra sản phẩm phù hợp nhất dành cho mình để tận hưởng dịp Tết Đinh Dậu này một cách trọn vẹn. Yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đó là về giá thành. Hiện nay tại các hệ thống của Diệu Thông Minh thì sản phẩm iPad 4 qua sử dụng được bán với giá 4.690.000, còn iPad Air cũ cao hơn 900.000 với giá 5.590.000 và đều là phiên bản Wi-Fi 4G tiện ích, đi kèm bảo hành an tâm nhất. Nếu bạn muốn tìm một chiếc máy tính bảng mỏng nhẹ, hiệu năng tốt thì iPad Air là sản phẩm không thể bỏ qua, nhưng để tiết kiệm chi phí gần 1 triệu thì iPad 4 cũng rất đáng để cân nhắc mà vẫn đem lại những trải nghiệm tốt tương đương nhau. Đây là mức giá ưu đãi cực hấp dẫn chỉ có tại Diệu Thông Minh, quả thực không thể bỏ qua dành cho những chiếc máy tính bảng tuyệt vời đến từ Apple. Về ngôn ngữ thiết kế, cả hai sản phẩm máy tính bảng này đều sở hữu vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cùng những đường vát cong mềm mại đầy tinh tế. Khi iPad 4 dày hơn với 9.4mm thì iPad Air lại mỏng hơn với chỉ 7.5mm và nhẹ hơn với trọng lượng 478g so với 662g của iPad 4. Với cái nhìn tổng thể, iPad Air được gia công cẩn thận, tỉ mỉ và hoàn thiện hơn, thể hiện qua các phím bấm vật lý hay vị trí loa ngoài, đem lại một sản phẩm hoàn thiện đến từng đường nét. Về màn hình, cả hai sản phẩm đều có điểm chung khi nắm trong tay màn hình kích thước lớn 9,7 inch kết hợp cùng tấm nền IPS LCD đem đến chất lượng hình ảnh sắc nét, màu sắc chân thực. Hai chiếc phablet này đều phục vụ, hỗ trợ công việc tốt cũng như đem đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Nhưng xét về độ mỏng nhẹ, dễ dàng mang vác di chuyển hơn và đặc biệt độ an toàn cao hơn khi sử dụng tránh gây thương tích cho người già hay trẻ nhỏ thì iPad Air nổi bật hơn hẳn iPad 4 và là ứng cử viên sáng giá phù hợp nhất cho mọi đối tượng người dùng. Apple luôn đi đầu về độ mượt mà, cảm ứng nhạy bén trên các thiết bị của hãng. iPad 4 cũ sở hữu bộ vi xử lý Apple A6X tốc độ 1,4 GHz đem lại cho người dùng những trải nghiệm không giới hạn. Nhưng thế hệ đời sau cải tiến nâng cấp hơn nhiều khi iPad Air được trang bị chip Apple A7 tốc độ cao, xử lý nhanh nhạy hơn iPad 4. Về hiệu năng thì iPad Air cho khả năng xử lý tốt hơn hẳn iPad 4. Lại một điểm cộng nữa dành cho iPad Air với giá chỉ nhỉnh hơn iPad 4 với 900.000 mà sở hữu nhiều thế mạnh nổi bật, quả thực là sự lựa chọn khôn ngoan và hợp lý vào thời điểm giáp Tết này. Ngoài ra về dung lượng pin, iPad 4 được trang bị viên pin dung lượng 11.560 mAh, còn của iPad Air là 8.600 mAh. Nếu các bạn muốn tìm đến chiếc máy tính bảng với thời lượng sử dụng lâu hơn, xem phim, chơi game thoải mái liên tục trong vòng nhiều giờ thì em iPad 4 đảm bảo thực hiện tốt hơn với dung lượng pin châu hơn hẳn iPad Air. Ở mặt này nhìn chung iPad 4 đáp ứng các nhu cầu về công việc và thời gian trải nghiệm tốt hơn so với iPad Air. Bên cạnh đó, hai chiếc iPad này của Apple đều được trang bị camera với thông số tương đương nhau, camera chính 5MP, camera phụ 1.2MP cùng khả năng quay video HD chất lượng tốt. Cả hai sản phẩm máy tính bảng này đi kèm mức giá hấp dẫn đều không thể bỏ qua tại Diệu Thông Minh. Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình, với chi phí chênh lệch không lớn, chỉ với 900.000 thì xứng đáng để sở hữu iPad Air hơn với nhiều điểm sáng nổi bật, thiết kế mỏng nhẹ, độ an toàn cao hơn và nâng cấp hoàn thiện hơn. Còn nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì iPad 4 cũng là lựa chọn tốt. Các bạn có thể đến ngay các hệ thống của Diệu Thông Minh gần nhất để trải nghiệm trực tiếp trên tay hoặc liên hệ hotline 1900 6815 để mua hàng online ship về tận nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!